Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị giao ban khối Đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội quý 1 năm 2023. Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý 1, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai từ sớm và quyết liệt chủ đề năm 2023 là năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ đó, tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của thành phố có chuyển biến tích cực trên một số mặt công tác. Kinh tế thành phố vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, hoạt động du lịch tiếp tục có sự phục hồi, tăng trưởng mạnh mẽ. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, công tác chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đạt được kết quả nổi bật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tập trung chú trọng và triển khai nhiều chương trình hoạt động đi vào chiều sâu. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị thành phố quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương, nghị quyết của Thành ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị khóa 12.